Dạ vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Ngày thì hôm nay em xin giới thiệu tất cả quý vị và các bạn là hai mẫu cối đùn. Cối xay chả, xay chả cá, xay thịt do bên em đang phân phối trên thị trường đây. Đây các bác là nhìn thấy đây, em bỏ ra hai mẫu cối và em khui thùng ra nhé. Đây là con đây sẽ là con 32S và đây sẽ là con 22S. Đó, đây thì em sẽ khui ra và giới thiệu các bác xem cuối video sẽ có báo giá nhé. Đó, để bỏ ra hai dòng này em sẽ giới thiệu và báo giá luôn. Mẫu inox rất là xịn sò. Inox thì nó sẽ giúp cho việc xay của chúng ta sạch sẽ hơn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tốt hơn. Đó. Thì đây chính là một con cối đun 32. Đó, nó sử dụng một chiếc bánh đà rất là to các bác nhé. Bánh đà này giảm tốc rất là tốt cho chiếc motor để đảm bảo cho motor chạy êm ái, không bị nhanh mòn các loại dao xà cũng như là đùn nó chuẩn chỉ hơn. Đây là chiếc cối. Vì đây là dòng cối đúc, nó chưa được đóng bề mặt cho nên là nó sẽ hơi xỉn xỉn một xíu. Vì đây chính là cái bề mặt gọi là ban đầu của sơ khai của chiếc cối đây. Nó sẽ như vậy các bác nhé. 32 rất là nặng đấy, nó nặng hơn chục cân cơ. Thì đây chính là cối 32, thông số kỹ thuật. Năng suất 150 kg/giờ, động cơ sử dụng 2,2 đến 3 kW, nhưng mà đây chính là cái thông số của nhà sản xuất là 2,2 đến 3 kW, là loại xịn, loại thân, loại hàng chuẩn đấy nhá anh em nhá, chứ không phải là cái loại gọi là dán tem khống lên đâu. Đó, nên là chúng ta lưu ý trọng lượng là 12 cân, kích thước đóng hộp là 40 23 30. Đấy, vòng tua của cái chiếc cối này khi mà chúng ta sử dụng motor nó sẽ giảm tốc bằng poly về còn khoảng 350 cho đến 480 vòng một phút. Model 32 đó, một con này nếu mà chúng ta đánh bóng lên thì nhìn rất là đẹp, tuy nhiên thì theo em thấy đánh bóng lên nó sẽ mất cái bề mặt, đảm bảo nó chỉ bóng đẹp thôi chứ nó sẽ bị mặn đến một chút xíu các bác nhé. Đây chính là con 32 và em sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bác con 32A. Thì con 22 nó sẽ là dòng bé hơn, năng suất nó sẽ thấp hơn, tuy nhiên là nó sẽ phù hợp những dòng motor nhỏ hay là chúng ta sử dụng ngoài chợ, chúng ta chỉ xài con này thôi. 32 hơi dư. Đây thì chúng ta có 22 đây. Nhìn chung ở bên em các dòng 2232 đây đều sử dụng buli đôi nhé. Buli đôi dạng A. Con này chỉ cần dùng dạng A thôi, không dùng dạng B đâu. Đó, buli đôi hai dạng A. Đây là cái cối đây. Thì đây, con 22 là sẽ là 2 bóng. Đó, 22 bóng, rất là đẹp. Đây, các bác nhìn thấy này, đây là con bóng nhá. Đó, nó là, sẽ là cối 22. Để em sẽ bỏ ra một con bóng, không bóng. Thì đây, con bóng này thì nó xuất thân nó của nó. Nó vẫn là con không bóng thôi, nhưng mà nó được thêm một công đoạn của công nhân ở đánh bóng. Thì nó sẽ đánh những cái cối thôi, còn cái chân các bác này vẫn như vậy thôi. Đánh bóng lên, đắt thêm 100.000 gọi là cái công người ta đánh bóng. Đây chính là con 22. Đấy, nó vẫn còn cái tên đây, G22S. Thì động cơ con này cũng là 2,2 đến 3 kg, năng suất nó chỉ còn khoảng 100 cân/giờ thôi, trọng lượng là 10 cân, kéo một cái 2 cân. Đó, thì đây em sẽ tháo luôn ra cho các bác xem nhé. Đây các bác nhìn thấy cái mặt bích này, rất là đẹp, là ba cái tai. Sàng đi theo cối sẽ là sàng inox 201 nhé, và lỗ sẽ là lỗ 8 ly. Đó, dao sẽ là dao inox, nó có số hiệu ở đây luôn, 22 đây luôn. Cái ruột xoắn cũng sẽ bằng inox luôn, rất là đẹp, rất là sạch sẽ. Đó, thì đây con 22, khi chúng ta mua về chúng ta sẽ nhận được một cái cối này, nó sẽ bên trong nó sẽ có xoắn này, dao sàng này, mặt bích này, và một cái buli. Đặc biệt chúng ta sẽ có một cái túi nhá, cái túi này nó sẽ có cái then và một con ốc cũng như là một cái lóng đen, chúng ta có thể lắp chặt cái cối vào cái buli vào cái cối. Thì đấy là cái các bác lưu ý giúp em là ta sẽ có đầy đủ như vậy. Con 32 cũng vậy thôi, nó to hơn một chút. Đây các anh em mình lấy cái xoắn con 22 này thì nó sẽ tháo con 32 các bác xem luôn. Đây sàng nó cũng đi theo cối, cũng là sàng 8 ly inox nhé, rất là đẹp và nó không han gì đâu. Con dao nó sẽ là dao mã hiệu 32 của chữ inox rồi này. Đấy các bác nhìn thấy cái xoắn con 32 to hơn 22 khá là nhiều. Đó, thì cái cối nó to hơn mà, cho nên cái xoắn nó sẽ to hơn. Rất là đẹp đúng không các bác?
chúng ta cũng sẽ đầy đủ như vậy nhé. Và chúng ta, các bác lưu ý giúp em là cái bánh đa là chắc chắn chúng ta phải dùng bánh đa to nhé, không thể nào mà chúng ta mua chúng ta bảo em không lấy bánh đa về lắp cái bánh đa bé ở đây chạy không được đâu, mòn nhanh và hỏng cối, hỏng cả dao sàng rất là nhanh, hỏng xoắn thứ rất là nguy hiểm luôn. Thì bọn này có thể đùn cá hay đùn cua, hay là chúng ta có thể đùn thịt, đùn xương, các loại xương sườn sụn, cái thứ đùn rất là ngon này. Đấy, đùn để chúng ta làm rồi sụn đấy. Ngoài cái sàng 8 ly này ra, bên em có bán những cái sàng thép từ 2 ly cho đến 14 ly để chúng ta có thể mua tham khảo. Tuy nhiên đó là chỉ là sàng thép thôi. Khi dùng xong các bác vệ sinh sạch sẽ thì nó cũng rất là ok. Đó. Ở cuối video rồi em báo giá luôn sản phẩm cối đùn 22 inox bóng nó giá sẽ là 2.750.000. Còn con cối 32 inox giá là 2.900.000. Miễn ship tận nhà các bác nhé. Để biết thêm thông tin chi tiết và liên hệ đặt hàng, quý vị vui lòng alo trực tiếp theo số điện thoại ghi trên màn hình để tư vấn và hỗ trợ. Cảm ơn các bác xem hết video bên này.